Ngô Mạnh Đạt, chú đạt của Châu Tinh Trì qua đời vì bệnh ung thư. Nam diễn viên kỳ cựu Ngô Mạnh Đạt, bạn diễn quen thuộc của vua hài Châu Tinh Trì vừa qua đời sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư gan, hưởng thọ 68 tuổi. Thông tin trùng vai phụ Ngô Mạnh Đạt qua đời đã khiến làng giải trí Hoa ngữ chấn động. Được biết, ông Ngô Mạnh Đạt đã chống chọi với căn bệnh ung thư gan nhiều năm nay. Trước khi mất, tài tử sinh năm 1953 đã phải điều trị tích cực ICU tại một bệnh viện ở Hồng Kông. Vì tiên lượng nặng nên bạn bè thân thiết và gia quyến đã luôn túc trực bên ông trong những ngày cuối cùng này. Quá trình điều trị ung thư đầy mệt mỏi và đau đớn của ông cũng khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy xót xa. Sự ra đi của Ngô Mạnh Đạt khiến công chúng thương tiếc. Sinh thời, ông là một trong những nam diễn viên tài năng và có tâm với sự nghiệp diễn xuất. Bạn diễn quen thuộc của ông là vua phim hài Châu Tinh Trì. Cả hai đã cùng nhau tạo nên nhiều siêu phẩm, ăn khách bậc nhất làng giải trí Trung Hoa như Quan Sầm Lốc Cốc, Tây Du Ký, Vua Hài Kịch. Đội bóng thiếu lâm Ngô Mạnh Đạt sinh năm 1953 tại Phúc Kiến, Trung Quốc, trước khi cùng gia đình sang Hồng Kông và thành danh tại đất Hương Cảng. Năm 22 tuổi, ông tham gia khóa đào tạo diễn xuất của đài TVB cùng khóa với Châu Nhuận Phát. Tuy nhiên, vì ngoại hình kém nổi bật, ông chỉ mãi là diễn viên chuyên đóng những vai phụ. Thế rồi, dáng người mập mạp, gương mặt thô kệch, già dặn cùng lối pha trò hài hước, tinh nghịch, kỳ quái của nam diễn viên khiến khán giả mê mẩn theo dõi hết bộ phim này đến tác phẩm khác. Thời kỳ hoàng kim của ông là thập niên 1990 khi hợp tác với vua hài Châu Tinh Trì, sự nghiệp đóng vai phụ của Ngô Mạnh Đạt mới có cơ hội một bước lên mây. Cả hai trở thành cặp bài trùng đất giá của màn ảnh, ngạo nghễ làm mưa làm gió qua nhiều tác phẩm hài kịch đình đám như Tây Du Ký, Bách Chiến Tinh Quân, Vua Hài Kịch, Tinh Võ Môn, Hoàng Tử Bánh Trứng, Vua Phá Hoại Đáng Tiếc. Thời kỳ cùng sánh vai thống trị phòng vé Hoa ngữ của Ngô Mạnh Đạt và Châu Tinh Trì chính thức chấm dứt vào năm 2001, sau khi hai ngôi sao kết hợp cùng nhau trong đội bóng thiếu lâm. Được biết, nguyên nhân khiến họ trở mặt với nhau liên quan đến chuyện tiền nong. Về sau, khi biết tin chú Đạt ốm đau triền miên, Châu Tinh Trì vẫn thăm hỏi tận tình và từng ngỏ ý mời Ngô Mạnh Đạt đóng Mỹ Nhân Ngư, nhưng nam diễn viên từ chối vì lý do sức khỏe. Sau nhiều năm miệt mài đóng phim và trải qua nhiều biến cố trong hôn nhân, sức khỏe của Ngô Mạnh Đạt bắt đầu có dấu hiệu suy yếu khi bước vào tuổi xế chiều. Từ năm 2014, trùm vai phụ mắc nhiều bệnh rối loạn nhịp tim, tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu cao. Ông thường gặp triệu chứng khó thở phải dùng máy hỗ trợ. Vì sức khỏe yếu nên những năm gần đây Ngô Mạnh Đạt chỉ nhận đóng vai phụ trong Tân Ô Long Viện 2018, Lưu Lạc Địa Cầu 2019. Theo truyền thông Hoa ngữ, dù đã gần 70 tuổi song Ngô Mạnh Đạt vẫn là trụ cột trong gia đình, hàng tháng đều đặn chu cấp cho ba bà vợ cùng các con. Sau khi biết tin Ngô Mạnh Đạt qua đời, người dân Việt Nam nào cho thấy sự hoang mang, thương tiếc của dành cho ông. Cây Hài gắn liền với bao tựa phim nổi tiếng mà thế hệ 8X, 9X tại Việt Nam đã từng xem qua. Sự ra đi của Ngô Mạnh Đạt để lại mất mát rất lớn cho giới giải trí và nền phim ảnh Trung Quốc. Rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thương tiếc, đau lòng dành cho nam diễn viên, chúc ông lên đường bình an. Lại một nhân tài ra đi, mong ông yên nghỉ. Tạm biệt người gắn bó với tuổi thơ của tôi. Ngô Mạnh Đạt và những vai diễn của ông luôn sống mãi trong lòng fan hâm mộ.